chọn ok. Ôi. What are you doing, sir? What are you doing? Mới vừa móc bóp của mình, móc túi mình. Trời ơi, ôi mình đeo như vậy mà nó chạy ngang nó kéo qua luôn nè. Ồ, làm nhanh ghê luôn, nhanh cực kỳ nhanh luôn. Xin chào tất cả mọi người, thì hiện tại thì mình đang di chuyển tới một khu chợ rất là nổi tiếng ở Ấn Độ. Chợ này có tên là chợ ăn cắp nha mọi người. Thì lý do tại sao mà gọi là chợ ăn cắp, thì cái chợ này mọi người mà đi Ấn Độ á, mà mọi người có mắc đồ á thì cứ ra cái chợ này kiếm nha. Nói chơi thôi. Chỗ này á là cái chỗ người ta bán những rất là nhiều đồ dùng, cũng có đồ của những người ăn cắp họ bán lại nữa nha mọi người. Vậy nên là đôi khi mà đi khách sạn mà bị lục đồ á, bị mất đồ á, mọi người cứ ra hẳn về đó. Người dân địa phương người ta nói mình như vậy nha. Nhưng mà ở đây người ta bán rất là nhiều loại nha, cũng có bán đồ ăn đồ nữa, cũng có bán đồ dùng, quần áo, giày dép, và đặc biệt là những iPhone, iPad đồ này ha, tai nghe rồi sạc điện thoại rất là nhiều, và là đồ cũ nha. Và là đồ cũ nha. Thì mình đang di chuyển ra nè. Mình đi bằng túc túc ở Ấn Độ. Túc túc ở Ấn Độ thì rất là phổ biến nha mọi người. Phổ biến lắm luôn. Cứ ra thì đi ra ngoài một vòng thôi là cách 1-2 mét là sẽ có một chiếc túc túc. Rất là dễ đi ở Ấn Độ. Nhưng mà mọi người nếu mà đi Ấn Độ phải trả giá chút nha. Tại vì trên này người ta báo giá cao lắm. Đi có mấy cây số thôi mà báo gần mấy trăm rupee. Tại vì cái văn hóa mà trả giá Ấn Độ là họ quen rồi mọi người. Ấn Độ là họ trả giá riết họ quen rồi. Sự là cái sự trả giá Ấn Độ nó rất là gọi là nó rất là miệt mài luôn á. Họ quen tới cái kiểu đó rồi. Vậy nên là mình đi du lịch cũng phải trả nữa. Người ta báo lên rất là cao, thậm chí là gấp 10 lần để cho mình đau xuống, đau giá xuống. Người ta báo lên thậm chí 10 lần luôn nha. Ví dụ 10 phần mình trả xuống còn có 4 phần à, là vẫn nhiều khi cũng vẫn còn cao luôn á. Ở Ấn Độ là vậy mọi người, người ta báo cao lắm. Ok. Người dân địa phương người ta nói mình cẩn thận bị giật điện thoại nha. Thank you. Thời tiết hôm nay cũng rất nóng, ngày nào cũng nóng mọi người. Không có ngày nào Ấn Độ mà mát hết. Nóng khủng khiếp. Ngay chỗ này nhiều rác lắm luôn. Ấn Độ là mọi người không bao giờ mà không thấy rác hết. Đi đâu cũng thấy rác, người ăn xin. Và vô gia cư rất nhiều. Những cái người mà chạy túc túc này nè mọi người, thì những tầng lớp mà cao hơn người ăn xin chút nha. Và người ăn xin mà dạng người ngủ ngoài đường á, là dạng cái tầng lớp mà thấp nhất. Và cái tầng lớp đó sẽ rất là khó đi làm và không được xã hội công nhận. Ở Ấn Độ là sẽ thấy những cái điều đặc trưng là mấy con chim bồ câu nè, đại bàng nè, quạ nè mọi người. Thấy trên đường rất là nhiều nha. Quá trời quá đất luôn. Rất nhiều. Quạ ở đâu mà quá trời quạ vậy không biết. Rác không. Đây ở dình ở trên kia kìa. Thấy không, quả nó bu kìa trên kia, trên cái nóc nhà. Trời ơi, quả bu quá trời luôn. Đây nè, bên ngoài chợ thì sẽ thấy rất là nhiều mấy cái chỗ bán sách, rồi giày dép cũ, nhiều đồ cũ lắm. Đồ cũ thôi mọi người à. Và đặc biệt nha, mà đi mất đồ dễ vô đây kiếm dễ lắm. Tại vì mấy người ăn trộm cắp mà người ta đem vô đây ta bán, là những người thương lái người ta sẽ mua lại nha. Đường chỉ thấy toàn là người già, đàn ông không. Không có thấy phụ nữ đâu hết mọi người. Ở đây phụ nữ đi nguy hiểm lắm. Vì ở bên này người ta không có tôn trọng phụ nữ.
Mình vừa mới tới chợ rồi mọi người ơi. Hôm nay cũng nhộn nhịp ghê ha, không thấy khách du lịch đâu hết, chỉ có một mình là da trắng thôi. Ai vô đây ai cũng nhìn hết, đi Ấn Độ mà bị nhìn y như là khủng bố vậy. Bị kêu réo rất là nhiều ở Ấn Độ. Đây là cái chợ gọi là Chợ Bazaar, được gọi địa phương là chợ ăn cắp nha mọi người nha. Trong đây mình có thấy bán đồ mới nè, vậy mà có nhiều người địa phương ta nói đồ ăn cắp. Đồ mới cũng có nè mọi người, đồ chơi. Rất là nhiều đồ đa dạng ở trong này luôn. Và mình thấy ở trong này là hầu như là người địa phương đã vô thôi, cũng có thanh niên nhỏ nhỏ vô cũng nhiều lắm. Và cái chợ này nó nằm ngay hình như là cái tàu, chỗ đường đi tàu điện ngầm hay sao đó, có một cái chỗ tàu điện ngầm ở đây. Hello. Camera. Hello. Chợ này đồ ăn không có sạch sẽ lắm mọi người, dơ lắm, rùi không à. Dây nịt nè mọi người, bán dây nịt da 50 ruby thôi. Nhưng mà có cái là mình đi Ấn Độ mình thấy cái gì mua đồ cũng rẻ hết, mình đi mua gì cũng rẻ hết mọi người, không có bị mắc. Tiền ở đây như là không có đường, không có bị lạm phát, nó cái gì nó cũng rẻ hết. Ồ, ở đây có bán áo nè. How much for one, sir? Sir? How much money? 150. Bốn mươi mấy ngàn một cái áo. Trời ơi, 45 ngàn. Ôi trời, đẹp quá ha. Một cái áo như vậy có 45 ngàn thôi mọi người. Áo này có 45 ngàn một cái thôi. Trời ơi, rẻ dữ vậy. Đi vòng vòng chút quay lại mua áo ha. Ồ, 45 ngàn một cái. Thank you. Đi một vòng mà tới xíu ghé mua lại nha. Ôi đồ rẻ dữ vậy ta. Một cái quần ở trong chợ này là 200 ruby, có nghĩa là 60 ngàn tiền Việt Nam. Đồ rất là rẻ luôn nha. Camera. Đây cái nho này, anh xịt cái gì đó. Đó, xịt cái nước gì lên cho nó tươi lên. Đây thì mọi người thấy ở đây là đồng hồ này. Đồng hồ có đồng hồ thật, đồng hồ giả, có đồng hồ mới, đồng hồ cũ đó, rất là nhiều mẫu mã ở đây luôn. How much? 400. 400. 400. 400. Are you a blogger or something? I'm looking for something. Okay. What's wrong? What's wrong? Yeah? What's wrong? No, nothing. ये माल ये ब्रांडेड है ये 150 में ओ वो नाउ
ये 150 वाला 150 में है ये। How much money? 150. 150. Okay. Beautiful. Come back later. Aha, aha. Hello guys. Hello. Rất là nhiều đồ luôn mọi người. Đây. Đây là một cái cửa hàng mà dạng như họ bán cái đồ ấy nè. Hello. Cái đồng hồ này dạng như đồng hồ, cũ á. Thì người ta mua lại người ta bán. Apple Watch China. Yes, China. China. Okay. How much for one Apple Watch? 2000. Quá trời mẫu mã ở Ấn Độ luôn. Mọi người nếu mà có ra đường mà thấy phụ nữ Ấn Độ họ ở ngoài đường á, thì những người đó là những người giàu, họ đi du lịch nha mọi người, chứ không phải là những người họ địa phương họ ra ngoài được ra ngoài đâu. Mọi người giàu họ mới được ra ngoài họ đi du lịch. Còn đa số phụ nữ ở đây là họ ở nhà chăm con rồi nấu ăn thôi mọi người. Tai nghe sạc dự phòng và sạc cũ. Ơi. Đâu ở đây tắt cơ rồi. What? What are you doing, sir? What are you doing? What are you doing? Ôi trời. Móc mà. Mọi người nhìn nè. Mới vừa móc bóp của mình, móc túi mình. Trời ơi. Ôi. It's damn good. He take my bag. He take my bag here. Oh my god. Safety. Someone will pickpocket. Oh, so dangerous. Thank you. Mọi người thấy không? Thằng đó nó vừa mới móc túi mình, mọi người thấy không? Ồ, mình đeo như vậy mà nó chạy ngang, nó kéo qua luôn nè. Ồ, làm nhanh ghê luôn á, nhanh ngực cực kỳ nhanh luôn. Người dân ở đây người ta nói mình là đeo túi, nhưng mà mình không có biết mình đeo phía sau đó. Nó đi ngang, nó kéo cái bóp mình, cái ba lô mình ra luôn mọi người. Ồ, nó kéo mà giữa ban ngày ban mặt bao nhiêu người ấn ở đây luôn mà nó kéo ra luôn. Nguy hiểm quá trời luôn. Bóp tiền. Nó làm nhanh lắm nha. Nguy hiểm cực kỳ. Giữa ban ngày ban mặt luôn. Mà bao nhiêu người họ đứng đây nghe cái chợ này đông người như vậy, địa phương bao nhiêu người. Ghê quá. Đi. Nhưng mà mình thật sự có cái điều khủng khiếp là Ấn Độ là đi đâu mọi người cũng thấy ruồi hết. Ở đi đâu cũng thấy ruồi hết. Ruồi rất nhiều nha, hầu như ruồi rất nhiều ở Ấn Độ. Thì gia súc, gia cầm, mấy con động vật ở Ấn Độ là người ta không có để trong nhà, người ta thả ngoài đường. Ruồi rất nhiều mà nó ỉa đái ngoài đường. Đồ ăn ở đây ăn uống ở Ấn Độ thì phải thận trọng vì mình đi mấy ngày rồi. Mình không thấy cái gì mà ăn được hết. Thật sự nếu như mà mọi người đi Ấn Độ mà chọn Ấn Độ là một nơi mà nghỉ dưỡng á, thì không nên nha. Chỉ để khám phá thôi mọi người. Ấn Độ nghỉ dưỡng là không nên. Mấy cái đồ Ấn Độ truyền thống rất là nhiều trong này. Namaste. Thank you.
वो भी वो चीज लिखे वो नहीं लिखेगा आइए इसकी रोटी पका दो ना ôi trời, ông này ông lấy cái nước này ông uống, ông rửa mặt luôn, uống rửa mặt rồi uống luôn, súc miệng luôn. Ôi ôi, ôi trời, không biết nước sạch hay nước gì đây, uống luôn, rửa mặt súc miệng luôn. Đồ đạc ở trong này rất là nhiều nhưng đồ rất là rẻ. Mua quần áo ở trong này thì mình thấy đồ cũng ok á, nhưng mà vô đây thì phải đề phòng mọi người, không có giỡn được. Bao nhiêu cái ánh nhìn, họ nhìn mình thấy không mọi người, thấy không? Mà người ở đây á, thanh niên á, họ không có nhìn mình theo kiểu như họ ấy. Nhìn mình theo kiểu như họ cứ cận cái mặt lên, họ nhìn chăm chăm. Nhìn mình tưởng là đôi khi là muốn kiếm chuyện với mình. Namaste. Hello. Quần áo trẻ em cũng rất là nhiều. Giá rẻ lắm mọi người, hình như mình thấy Ấn Độ họ báo bán đồ họ báo đúng giá, còn đi xe taxi đồ này kia họ mới chặt chém thôi. Quần áo mình thấy họ báo là đúng giá luôn á. Đồ ăn đủ là không có tăng giá khi mà gặp người nước ngoài nha. Ở đây người ta bán bánh, có cái bánh gì mình thấy họ bỏ vô cho nó nở ra mọi người. Ôi ăn thử đi. Đây là cái món mình vừa mới đặt ra. Bao nhiêu ánh nhìn mình? Nhìn biết. Đây là cái phần 30 đồng, 33 đồng ruby. Hello. Can I eat here? Nó cay ghê á. Quá trời nóng. Nhiệt độ ở đây là 50 độ C. Đây phần ăn của mình. Cái bánh này nó ăn không thì nó ngon, nhưng mà chấm vô cái này nó mặn lắm. Nó mặn mà nó cay. Ở đây cái gì người ta không, Ấn Độ cái gì họ cũng bỏ hành hết mọi người. Cái gì cũng bỏ hành nhá. ₹30. Hello. Mình quay phim thôi mà ông đứng đây cả buổi trời ăn uống mà mấy ông này ông cũng chịu ngồi nhìn mình lắm. Lạ lắm hay sao trời. Đây đứng nhìn. Mình quay phim thôi á mà mấy ổng ngồi đây mấy ổng nhìn biết à. Phải tập quen ở điều này khi mà ở Ấn Độ nha mọi người. Quen với điều này. Ai mà lạ là ổng sống được. Cái bánh này thì ngon á. Mình thấy tại vì mình ăn, tại vì nó nóng. Chứ mà ăn lạnh thì không dám ăn, tại vì cái đồ lạnh là người Ấn Độ làm dơ lắm. Bánh này nóng cho nên là ăn nhiều khi mình người ta làm chiên chín á. Chín rồi cho mình ăn thoải mái.
Cái bánh này ngon á, ăn chiều được. Đây là một cái chỗ bán nước dưa hấu của trong chợ mà mình thấy rùi quá trời luôn. Tính mua uống mãi quá trời rùi luôn. Rùi ơi trời ơi, quá trời rùi trong này luôn mọi người. No. Rùi quá trời rùi luôn. Chỉ có mấy ngàn một ly thôi, khoảng có 5.000 đồng một ly thôi. Nhưng mà thấy rùi lắm mọi người. Không dám uống. Đây là trải nghiệm thực tế của Ấn Độ nha mọi người. Trời ơi. Cho tôi coi. Wow, wow. Bóp kèn quá trời, bóp luôn. Hả? Quá. Ok. Hello, namaste. Namaste. How old are you? How old are you? Muslim. Vietnam. Vietnam. I'm from Vietnam. What is this first? YouTube. YouTube. YouTuber. I don't speak Hindi. I cannot speak Hindi. Hindi. No Hindi. No Hindi. Okay. I don't understand. Only English. Only English, yeah. Yeah. I don't understand what you saying, so sorry. From countries. Vietnam, 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 Cambodia, Thailand. Thailand. Near is Vietnam. Acha. Near Thailand. Okay. Bye. Fuck. Fuck. Mình này nó không hổn ghê, chửi thời lum. Hello, Mr. 30. Very young, right? Very young, right? I'm younger, right? 30. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vô mình. Quần áo ở đây rất là nhiều luôn. Rất nhiều quần áo ở Ấn Độ. Ở đây con nít khoảng tầm 15, 14, 15 là đã cho ra ngoài đi làm rồi. Mọi người thấy mấy cái người bán nhìn mặt cũng già già vậy thôi, chứ thực sự họ cũng có mấy hai mấy tuổi thôi mọi người. Ở bên đây họ cái gương mặt họ già sớm. Mình đi đâu người ta cũng khen mình trẻ hết. Người châu Á hả? Hôm qua giờ đi ra ngoài đường là mình nói gần 30 rồi mà không ai tin. Đi đâu họ cũng nói mình trẻ. Đây là một cái quầy bán mấy cái trái gì mà. Trái này giống như để làm yến, bỏ trong yến quá, mấy kỹ tử. Nhưng mà mình thấy rùi nhiều lắm nha. Quầy này rùi rất là nhiều rùi. Ở Ấn Độ ông này ông bị sao đây không biết luôn. Ôi trời ơi. Ôi he dead, he died right, he died. Ôi chào, ông này ông bị cái gì không biết. What's wrong with him? He dead? What's wrong with him? Dead? Oh, trời ơi. Ôi trời ơi. Không biết sao, chắc ông cứ nhắc luôn. Không xây tờ. Quá trời. Dead. Oh trời. Why? What's wrong with him? Oh, hot. The weather. Oh.
hồ ăn. Ôi trời ơi, Việt Nam, Việt Nam. Ôi, ở Ấn Độ mọi người thấy kinh khủng không? Người mà họ chết ngoài đường luôn. Trời ơi. Kiểu như mọi người biết không, ở Ấn Độ á, là những cái người nghèo á, họ nằm ở ngoài đường. Và đôi khi cái thời tiết nắng nóng như vậy mà nằm ở cái đường nhựa này mọi người, nằm ở trên cái đường nhựa này thì hầu như là không có ai chịu nổi. Mình mặc đồ vậy nè, mình mặc đồ vậy thôi mà mình không chịu nổi luôn á. Thời tiết hiện tại là 50 độ C và nằm ở trên đường thì hầu như là không bao giờ chịu nổi. Người ta nói là ông đó, ông chết là do là bị thời tiết á, chắc là nóng quá chịu không nổi, người ta chết cứng luôn, gọi là chết cứng ở Ấn Độ luôn. Quá kinh hoàng mọi người. Thật sự cái cảnh này không bao giờ mà mọi người thấy ở trên mạng luôn. Thấy toàn đâu ở Ấn Độ mà toàn là cảnh chụp cảnh đẹp không à. Quá trời quá đất. Đường phố bây giờ hỗn loạn luôn. Ngay cái chỗ này đây là dây điện nè, dây điện ở Ấn nè, nó lòng thòng chỗ này nhìn nguy hiểm ghê luôn. Ngay chỗ này là có cảnh sát rồi nha mọi người nha, và ở đường là người ta chạy gọi là không có cần làng nào đúng làng nào sai hết á, là chạy thích thì chạy, bóp kèn chạy thôi. Có cảnh sát á mà cũng vậy luôn á. Sorry. Cắt cái chanh ra bỏ vô trong này. Ấm ép. Rồi xong ông sẽ bỏ vô đây một cái bột gì đó rất là mặn. Đó, bỏ muối. Đá này để dành ướp, để dành ướp mấy cái ly mà trời. Ôi trời ơi trời. Bóc tay đập về luôn hả? Bơm nước vô, không biết nước từ đâu ở trong cái thùng này đây. Nước chanh Ấn Độ. Đây là giờ cao điểm rồi mọi người, đi tới trưa giờ. Giờ cao điểm ở Ấn Độ. What's wrong with him? He's mental. Trời ơi, tự nhiên đánh mình à. Không hiểu luôn, tự nhiên đập mình. Quá trời, hồi sợ quá. Ở Ấn Độ mọi người đi ngoài đường mà kiếm một cái cửa hàng tiện lợi hay gì đó là không có. Hầu như là không có, tuyệt đối không có. Chỗ nào máy lạnh hay này kia là không có mọi người. Ở ngoài chỉ toàn là bán mấy cái bánh được thôi. Đường phố rất là hỗn loạn ở Ấn Độ luôn. Những cái dây điện ở trong cái khu chợ này nhìn nó chằng chịt ngay tại thủ đô luôn. Và cái khu này không phải là khu ổ chuột đâu nha, mà là cái khu bình thường, cái khu người thượng lưu á mọi người. Đây dây điện này, mọi người thấy không, nhìn nó rất nguy hiểm luôn á. Quá trời dây điện luôn trên này. Hầu như là dê rồi người ta đem, người ta dắt đi dạo rất nhiều. Đường phố thì rất là nhiều rác ở Ấn Độ.
chó mèo quá trời quá đất. Ở đây chó người ta thả ra ngoài đường thôi mọi người. À, chó ở đây nó mập lắm, nó cứ nằm hững thờ ở ngoài đường rồi nó cũng nó bất cần lắm. Ngoài đường thì rất là ít khách du lịch, hầu như là không có mọi người, không có, ít lắm luôn. Vô mà ngay cái trung tâm thì mới có thôi, trung tâm mới có thôi, có người Tây rồi họ đi. Nhưng mà mình thấy đi cái khu nào mà đông đông không bao giờ thấy khách du lịch luôn. Hầu như vô đây có mình ở châu Á mà. Và họ làm vậy như họ đi bóp kèn rồi họ cứ nhìn chằm chằm mà để làm mình cứ nhiều khi sợ luôn. Nhìn mình đôi khi mình qua đây cũng một mình á, nhìn cứ dạng như nó khó tả lắm mọi người. Tâm lý lúc nào cũng phải đi bộ liên tục đó, chạy xe đi bộ liên tục mà các bạn dừng lại á thì sẽ bị bóp kèn liên luôn. Hầu như không có chuyện mà ngừng nghỉ ở Ấn Độ luôn. Nhiều mấy cái món lạ lắm mà mình không có thể ăn nào, không thể nào mà ăn được. Ui. Đó, mọi người thấy không? Not China, Việt Nam. I'm not Chinese. Vietnamese. You know Vietnam? Mình ra đường cứ bị kêu là Trung Quốc thôi. Có mấy người họ cứ là hơi giỡn, là kiểu như họ cứ giật camera mình. Khó chịu ghê. Họ chắc đi về thôi mọi người. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình. Đừng quên bấm một like, một đăng ký cho mình nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.